Điện thoại đầy pin nè, máy quay cũng đầy pin luôn. Chào bạn các anh chị kênh mình, hôm nay là ngày tốt nha các bạn, cho nên anh Vinh á đã quyết định chọn ngày hôm nay để mình làm ngày khai trương cho quán mèo ngố của anh nha. Đặc biệt nha các bạn, ngày hôm nay nè anh Vinh á có tổ chức một chương trình khuyến mãi, đó chính là ai mua trên 49.000 sẽ được tặng một bình nước các bạn. Thôi nghe hả rất là hấp dẫn luôn á. Rồi cho nên hôm nay mình sẽ đi lên chỉnh để review cảnh sấn các bạn xem nè. Rồi tối á, team Tony là anh Vinh lên để mà tiếp fan nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên chỉnh review cho các bạn xem trước. Đi thôi, mời tất cả các bạn theo chân mình nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ lên chỉnh trước nha các bạn. Later. Sớm thì các bạn, mình đã tranh thủ quay lúc còn sớm cho các bạn xem khách như thế nào. Rồi mình sẽ ở đây nè, chờ cho tối các bạn, anh chị trong team tới, rồi anh Vinh tới thì mình sẽ review lúc buổi tối á. À, trong team mình các bạn tiếp thăm như thế nào nha. Đây các bạn coi nè, rồi còn sớm á, mà khách á, anh trong quán như các bạn cũng khá là đông luôn á. Rồi anh Cu Tí kìa các bạn. Rồi anh Cu Tí á, đang sắp xếp xe tiếp anh Vinh kìa các bạn. Rồi, anh đang sắp xếp xe tiếp anh Vinh đó hả anh Cô Tí? Hôm nay anh Vinh khai trương quán các bạn cho nên khách rất là đông. Hôm nay Cô Tí sắp xếp xe tiếp anh Vinh nè. Em vô chổng review đi Phương. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ vô review thôi nha các bạn. Đây là quán mèo ngố của anh Vinh nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ review bên ngoài cho các bạn xem nha. Đây, đầu tiên á thì ở đây có một cái khung tròn nè. Người để trong đây á thì chiêu chiêu nè nha. Rồi, nếu quay quay xa xa ra cho các bạn xem. Quá trời chiêu luôn rồi. Đúng rồi, để chữ chiêu cũng khác luôn các bạn. Còn bên đây á là để chữ mèo ngố hello. Đây cũng có 4 ghế nè. Bên đây á thì màu trắng, còn bên bển á các bạn thì màu đen này nha. Đây mình sẽ quay xa xa cho các bạn xem nè. Tổng quát luôn. Quán anh Vinh các bạn rất là hòa hợp với thiên nhiên luôn á. Cây cối tùm lum hết luôn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bước vào trong cho mình xem thử nha. Thôi các bạn coi nè, hôm nay là ngày khai trương á các bạn. Quán mèo ngố của anh Vinh á có bánh tráng bốt á nên chúc mừng nữa nè. Rồi bên trong đây á là một không gian rất là tuyệt vời luôn nha. Còn đây là những cái tượng nè các bạn. Bạn nào á đang rảnh rỗi cũng có thể mua tượng mà chơi nè. Rồi đây là những cái bình nước mà anh Vinh tặng fan nè các bạn. Đây, cái này là cái quầy thanh toán nè, với lại pha chế nè nha. Ở bên đây nè các bạn, đó có những món quà nè, các bạn tích điểm á, được bao nhiêu điểm thì sẽ đổi được mấy cái con này nè nha. Cái này cũng là mấy cái chương trình luôn á. Rồi mấy anh bên kia các bạn có bình nước của anh Vinh trên bàn luôn kìa. Hello mấy anh nha. Mấy anh làm sao để có bình nước này vậy? Này nhân ngày khai trương của quán anh còn đây, ai muốn có cái bill trên 49.000 sẽ tặng được bình nước nha các bạn. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình sẽ đi review tiếp nha các bạn. Mấy anh uống nước ngon nha. Đây các bạn coi nè, đây là phía trên lầu nha các bạn. Trời ơi, anh Vinh nó có trang trí xương rồng nữa kìa. Quá trời đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên cầu thang thôi. Đây cầu thang của anh Vinh các bạn, được làm bằng gỗ thôi nha. Nhìn rất là sang trọng và đẹp luôn á. Bây giờ mình sẽ tiến hành để mình lên lầu thôi. Bước lên từng nấc một nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống tổng quát cho các bạn xem. Buổi sáng các bạn, ngày khai trương á, quán của anh Vinh cũng khá là đông luôn á. Đây, ở trên đây các bạn là không gian phía trên lầu nè. Nhìn rất là đẹp và thoáng mát luôn á. Ở bên đây là có mấy chị đang ngồi uống nước các bạn. Ôi, cũng có cái bình luôn kìa. À, vậy bên đây thì bình màu xanh lá cây nha các bạn.
Ở ngay chính giữa này thì anh Vinh có để miếng cuốn truyện tranh nè, như Doraemon, Conan, gấu bông nữa. Bạn nào thích cái gì thì đọc cái đó nha. Ngoài ra thì có gấu bông để cho mình ôm để cho nó ấm nữa các bạn. Later that night. Wow, anh Vinh lên tới kìa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để mà review nha. Bây giờ đã tối rồi cho nên anh Vinh với lại team mình đã lên quán mèo ngố rồi nha. Lượng khách vào ban đêm các bạn rất là đông hơn buổi sáng rất là nhiều luôn á. Ban đêm thì các bạn nhỏ mới rảnh mà lên quán anh Vinh chơi được. Tại lúc này thì team mình nè với lại anh Vinh thì đang tiếp fan rồi nha. Đó đó, các bạn thấy chưa? Bạn của team mình ngồi ở dưới kìa. Mấy anh chị đang tiếp fan rất là nhộn nhịp luôn á. Đây, còn góc này là góc cận mình quay á. Để cho các bạn thấy team mình đang ngồi này nha. Và lúc này thì mình với mấy anh chị trong team đang tiếp fan này nha các bạn. Đó, lúc này là mình với Tiên nè đã lên lầu để mà tiếp fan, trò chuyện với fan nữa. Mình lên đây nó chờ nước lên thôi nha.
hồi nãy các bạn, mình mua 3 ly nước là mình 2 ly nè, là trên 49.000, cho nên tặng được bình nước nè các bạn. Đây, Ngạn Khai Trương nó mới có cái bình này thôi nha. Có logo của Vinh luôn. Đúng rồi, nè hình Vinh nè các bạn. Này là GB nè, thêm chữ mèo ngố nữa. Trời đất ơi, cái nhỏ này dễ ai thì cũng biết học đó. Ngồi xuống đi. Đây nước trước khi tới đó thì anh nó có cho mình 2 ly trà đá nha các bạn. Để xuống cho anh. Dạ cảm ơn. Nước chưa tới nữa, mình trà đá tới nè các bạn. Nó lẹ chút xíu. Dễ đi. Rồi, nước tới rồi các bạn. Rồi, rộn. Vậy cái bình này của bà Tiên. Mọi lấy gì? Nữa. Ai ly nước của A Tiên nè các bạn. Nè Tiên. Này ly nước của mình nè. Vua ua dâu. Ủa, để gì không có đâu, có đâu. Ôi, đổi. Hầm, uống liền. Rồi bây giờ hai chị em mình nó sẽ thử nước nước thôi nha. Mời tất cả các bạn cùng thử thức. Ăn nước nước nước. Bị chịu lên. Rồi cái món này phải đều Chị đều lên đây. Rồi uống nữa. Sao đi, sao đi. Thuốc tắc. Chân tao nó mềm luôn á, không giống như cái chỗ khác. Rồi sữa hay sao? Sữa ngọt. Ok, rồi giờ tới giờ u dâu của mình nha các bạn. Rồi, mình thấy chỗ nãy các bạn làm hả, đặc biệt hơn mấy cái chỗ khác rất là nhiều luôn á. Quá ngon, quá hấp dẫn. Quá ngon các bạn ơi, cái mình giờ kêu bạn mình nghe uống thử. Mình cũng vậy luôn nha các bạn, món nước thì quá thì ngon luôn rồi. Hãy cho đăng ký.